Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là tin tức ngày hôm nay. Blackpink giữ vững thái độ chuyên nghiệp dù đang bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội về chuyện đi muộn. Ngày 12 tháng 10, Blackpink tham dự sự kiện ký tặng cho một thương hiệu len mà nhóm làm người mẫu đại diện. Trong vài ngày qua, Blackpink là chủ đề gây tranh cãi ở Hàn Quốc khi nhóm bị tố đến muộn trong sự kiện quảng cáo của David Beckham, có đến hơn 50 bài báo về scandal Blackpink. Cư dân mạng Hàn tỏ ra bực bội cho rằng bốn cô gái tỏ thái độ ngôi sao thiếu chuyên nghiệp nhưng không hề đưa ra lời xin lỗi. Bất chấp những bình luận tiêu cực, bốn thành viên của Blackpink vẫn nhận được sự ủng hộ lớn của Pink. Nhóm khoe nhan sắc lung linh và chăm chỉ tương tác với fan ở sự kiện. Trong thời gian qua, Blackpink liên tục úp mở về một album mới với người hâm mộ, hy vọng nhóm sẽ sớm phát hành sản phẩm âm nhạc chất lượng. Jennie có những biểu cảm cool hết cỡ và rất nhiệt tình sử dụng những món quà fan tặng trong sự kiện. Khác với hình ảnh sang chảnh trên sân khấu, cô nàng cool hết cỡ, tràn ngập ego trong đời thường. Jisoo chứng tỏ đẳng cấp visual của nhóm với ngoại hình không góc chết, biểu cảm phong phú. Thành viên của Blackpink sở hữu làn da căng mịn và đẹp bất chấp dù chụp cận mặt. Mỗi khi xuất hiện, Rose luôn được khen đẹp như công chúa Disney. Mỹ nhân nhà YG đang bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch solo. Em út của Blackpink được khen xinh đẹp như búp bê. Cô nàng rất hợp với len xanh. Item này khiến đôi mắt của Lisa thêm thu hút. Trong sự kiện, nữ idol luôn là người có biểu cảm cực phong phú, quan tâm đến người hâm mộ và các thành viên. Chúng mình là Top Sao Hàn. Bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức thú vị nhé.